Châu Gia Long gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý anh chị yêu cây trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay ngay đầu tháng 4, ngày mùng 1 tháng 4 quý vị ạ. Thứ sáu ngày mùng 1 tháng 4 thì trong buổi tối hôm nay Long chia sẻ khu vườn của bonsai út vù quý vị này, cũng rất là lâu lắm rồi. Chắc cùng cả năm trời rồi mới quay lại vườn bonsai út vù nha. Dạ. Khá lâu rồi đó, nhà đúng, trước đúng kia mà. Hả? Dạ. Thì nay Long quay lại vườn bonsai út vù chia sẻ cùng quý anh chị mình cùng ngắm nhìn cái mô hình nuôi cái một số cái bonsai, và bên bonsai út vù thì gần như là một cái nối để mà tạo ra cái nguồn cây giống đó quý vị, gửi tới toàn thể quý anh chị mình chúng ta cùng tìm hiểu để mình học hỏi những cái kinh nghiệm, và biết đâu chúng ta có thể là mình tìm được một cái tác phẩm nào vừa ý để về mình bổ sung và bổ sung tập vườn nhà quý vị ha. Đây cái dàn phía trước thì có một số ít cây bonsai, quay sơ bị phía sau còn phía sau mới nhiều cây bonsai, ở phía sau mới nhiều thì cũng hy vọng quý anh chị mình chúng ta có thời gian thì dành ra một chút để chúng ta theo dõi clip, biết đâu chúng ta lại học hỏi được một cái kinh nghiệm quý báu nào đó để áp dụng vào cái mô hình mà mình chơi cây ha, nếu như mà quý anh chị mình yêu cây. Rồi thì chào bonsai út vù nhé. Dạ em chào anh Long, chào khán giả đang coi trên kênh YouTube Châu Gia Long. Thì hôm nay anh Long anh xuống để giao lưu nhà vườn với anh chị ở xa, thì em cũng có nhiều cái vấn đề để muốn chia sẻ về kỹ thuật phân thuốc hay là cái cách nuôi cây cho cây linh sam mà cho số bạn mới chơi á được biết có nguồn cây để mình nuôi cây cho tốt hơn hay vậy anh Long ha. Ừ rồi ok rồi. Đây mấy cái linh sam ở phía ngoài này quý vị này, quý anh chị mình nhìn ngắm sơ sơ những cây bonsai mini nhìn rất là hay luôn. Được cái những cái cây này là dàn giống kiểu nó cũng già cái bonsai vụ ha. Cây đó là cây siêu bông á, mà người ta nói là cái cây siêu bông lá lớn lắm, nhưng mà không phải. Tại cái cây mà ngón tay nè. Ừ. Thì thường á thì cái cây lá lớn là cây lớn lá lớn, cây nhỏ lá nhỏ, mà anh chị mình thấy cây siêu bông mà cây giống này thì bên em bán có 17.000 cây à, mà mình khi mình tạo cái gì là mất thời gian nhiều lắm, 3-4 năm. Ừ. Thì cái vốn thì không có nhiều đâu, cái chậu này khoảng 15-20 ngàn, cái cây này không có nhiều, nhưng mà khi mà tạo tác phẩm này mất thời gian, mình muốn bán nhiều mình bán, mà tầm khoảng 1-2 triệu thì tùy theo cái giá trị mà anh chị mình đem lại. Nhưng mà cây siêu bông và cây 86 là thuộc dạng cây làm mini được. Đây cây mấy cây 86 bên này nữa ha, bông nuôi xanh đen. Cái cây anh đang quay là cái cây đó chưa có lại lá mà xanh đen luôn. Ừ. Do mình tưới dưỡng rễ, ví dụ như gót 2, người xịt Antacon, rồi Gidomin, cốc 85. Nhưng mà số anh chị mình lưu ý khi mà mình xịt thuốc dưỡng là anh chị mình đừng pha thuốc sâu. Ý khi mà anh chị xịt thuốc trị bệnh á, thuốc trị bệnh như là Antacon hay Gidomin thì đừng có pha thêm cái thuốc sâu hay thuốc dưỡng. Còn xịt thuốc sâu, thuốc dưỡng thì anh chị mình pha chung được. Có thể mình cũng biết đôi lúc là các cái loại thuốc nó bị phản ứng với nhau á ha. Đúng rồi, ví dụ như thuốc cốc đồng như cốc 85 thì nó sẽ phản ứng. Cốc 85 là công thức hóa học là CO á, thì anh chị mình xài là phản ứng. Như hôm qua là mình vừa tưới đây, cái cây mai chiêu thủy nè, anh chị thấy chung không? Thì mình vẫn có xài là dạng như là thuốc trị nấm á, nấm đấu kháng Tico Đạt Ma. Thì nấm Tico Đạt Ma này khi mà anh chị mình tưới vô là nó kỵ voi và kỵ thuốc sát trùng. Thì là nấm Tico Đạt Ma là nấm đấu kháng mà sử dụng cho cây, anh chị mình thấy em tưới vô là cây nó rất là sung luôn. Ừ. Thì nấm này là nấm có lợi cho cây khi mà anh chị mình bị cái phân á, là bị dạng như người ta xài phân chuồng, phân gà, phân dê, nó bị ngộ độc hữu cơ, anh chị mình tưới nấm Tico Đạt Ma vô là nó phân giải chất độc luôn. À, đôi lúc đó là một cái chia sẻ để lỡ mà quý anh chị mình có lỡ vào cái nó phàm phấn thì mình có cái cách để mình giải quyết ha. Dạ. Từ có cái linh sam này đẹp quá, để quay chia sẻ cho quý anh chị với nó. Cái tăng thiên nhiên khá đẹp quý vị. Cây đó là cũng cả cây linh sam sông Hinh, kim sông Hinh. Kim sông Hinh hả? Đây. Vốn không có nhiều hết trơn á, nhưng mà khi mà mình làm lên cây á, nó cực lắm. Cây này là khoảng 4-5 năm. 4-5 năm rồi hả? Một lời khuyên mà khi mà những người mới tập chơi thì nên mua cây giống thôi.
Còn nếu mà thích quá thì ví dụ như mình bỏ ra mình mua một hai cây thần như vậy mình chơi. Ừ. Về chỉ cắt tỉa rồi xong rồi lên sam nó dễ. Khi mà trời mưa là anh chị mình khỏi phải xả nước mưa lại như mai vàng. Người ta sợ sương muối hay gì đó, mai vàng hay phong lan là khi mà mưa xong người ta sẽ tưới lại, người ta xả, người ta sợ sương muối hay là chất axit trong mưa. Còn linh sam là dễ, khỏi đó, cần phải xả. Đó là những cơn mưa đờ, mưa đầu mùa thôi chứ. Dạ, mưa mà giống mưa thường rồi thì nó không vấn đề gì hả? Ừ. Đây nguyệt quế nè anh. Trời, một em nguyệt quế luôn lực dữ ha. Cây này kỳ chiến rồi anh quay thì người ta câu là tới người ta gần 160.000 người xem. Là cái cây này lúc nó còn tơ lắm, nó còn phôi á, nhưng bây giờ nó thần chậu rồi. Nhưng mà cây này cái nó có bóng nhiều không? Quế lá gí này á, có một số bạn trên Facebook like nói bông là không đúng. Quế lá gí này chỉ đẹp và bông ít, hầu như không có bông. Hầu như không có bông luôn hả? Cái lúc mà ngày xưa em chơi giống này là nó tới 150.000 nhánh, nhưng mà quế thường mình chỉ có 3.000 với 5.000 nhánh củ tỏi thôi. Là loại này ít bông nhưng mà nó là lá đẹp nhất trong các loại lá mà chơi bonsai. Nhưng mà nó ít bông hả? Ít bông. Hầu như là nó không đáng kể anh, nó không có bông á. Có mà ít lắm. Mình nói bông thì mình gạt người ta chứ. Đúng rồi. Còn lá gí này là hầu như ít bông lắm. Trời, cái này nuôi cũng chuyện bài phết đó nhỉ. Cây ghim nha anh. Cây rính luôn đó hả? Dạ ghim. À trời. Kỳ rồi thì có anh bạn anh tả 4.8 triệu. Thì đúng ra nó không có lỗ, nó lời rồi, nhưng có một cái là cái kiển này nuôi quá lâu. Cây mình đang thích nữa gì bán được hả? Kỳ rồi mini nó còn khoảng 400-500 cây á, rồi em bán hết chừa số cây để em bán cây giống á. Nó rồi mời đi ra phía sau đây. Đây cái mẫu này là mẫu chậu bonsai nè, sẵn đây luôn nha. Một số bạn có cần mà mua dụng cụ quay chậu như thế này á thì em sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả hay là phần bình luận cho số anh chị mà học cách để làm ra cái chậu này. Ủa cái chậu này mình tự làm đấy hả? Đó. Cái chậu này là bên em làm nhưng mà sơn thì chậu khác sơn. À là mình chỉ quay ra cái chậu này thôi. Đúng rồi, nước sơn tường á, mình mua nước sơn tường, ví dụ như nó cái màu măng cục hay hột nhãn là sơn nước ngoại thất cao cấp. Sơn tường nó có hai loại, một loại là ngoại thất và nội thất. Thì anh chị mình mua cái loại ngoại thất á là dùng muốn màu măng cục người ta sẽ pha vô như vậy, mà mình mua loại mắc tiền á, sơn tường á anh, sơn nước á, rồi người ta pha rồi xịt, dụ như màu này màu măng cục hay hột nhãn nè. Còn cái cách mà để quay ra cái chậu này hay bán dụng cụ thì xíu có thể cuối video hay là giữa video đó mình vô cái kho dao để quay cho số anh chị mình có nhu cầu mà mua mẫu, ví dụ như cái bằng cất chân hay bonsai, mẫu mai vàng. Trời, con này đang nở hoa đẹp quá. Cây đó là cây giống em bán là 17.000 một bầu. Khoảng 4-5 tháng tuổi anh. Nhưng mà chừng này là trần nuôi bao lâu mới ra được cái cây như thế này? Khoảng 4-5 năm. 4-5 năm. Mà cái dở của linh sam 86 này khi mà mình làm đế nó khó hơn linh sam siêu bông. Làm đế nó khó ha. Đúng rồi, cái lá nhỏ này là hiếm người ta làm được đế như vậy lắm. Còn linh sam siêu bông thì đế nhiều. Nhiều mấy cây phôi như vậy nè. Kỳ rồi bán 100-150 thì em đang làm số cây đế nè. Rồi mai chú hủy nữa. Đây. À mình xếp đế luôn như thế này luôn, từ nhỏ như thế này luôn hả? Dạ đế nè. Đế tâm, ví dụ anh môi mai chú hủy nè, anh môi cây nào cũng đều hết, tức là à mình xếp đế, cái này là mình xếp đế hết rồi dưới này rồi. Dạ. À, dài dài đây nè. Thì hiện nay vườn xíu nữa có thời gian em dẫn anh qua vườn, em có khoảng 400 cây đế điều hết luôn, là cây bự nha. Giá khoảng 1 triệu tới lại đây. Thì như vậy nè, mấy tầm xuống cây bự thì cứ à, mình sẽ cái đế đều ráng ở dưới như này hả? Cứ quay ngẫu nhiên một hai cây á, cho khách coi nè. Đó, anh tự lựa chứ không phải em lựa. Cái nào cũng để đều ráng ở phía dưới này. Nhưng cái lỗ này thì giá nó từ 200 tới lại, cho nên là mày cây mình như thế này là khoảng 200 tới lại. Dạ, tùy theo cái số lượng mà anh chị. Kỳ rồi. Cái này thì mình về núi bắt đầu tạo dừng rồi, chúng cũng vài năm nữa mới thành cây được. Rồi ở trên Đồng Tháp thì nó tả là 90.000. Mà đang phân vân, tại vì mình nuôi bên vườn mình còn số cây, mình còn chỗ đất tống á, cho nên là chưa có ý định bán. Nhưng mà cây này giờ phải nuôi lâu nữa mới bắt đầu mới cắt dệt được hả?
Thì đối với Mai Chú Hỷ tông chậu này dễ, anh chị mình về cứ xuống đất trồng thì 100 cây là không có chết cây nào luôn. Biết rồi, nhưng mà ý là khoảng chừng nào thì bắt đầu mình cắt dệt mình tạo dạng được? Cái đó tùy theo nhu cầu của mình, ví dụ mình muốn cây lớn thì mình nuôi thời gian dài. Ừ. Mà muốn cây nhỏ hay là mini như đằng đây nè thì mình cho nó ăn bít bít chậu đi, tức là cái cây á nó ăn bít phân đi rồi mình hả cắt. Không, cây như thế nào? Nè mini nè, hàng này lá tung nè, mình lại lá nè. Thì trời mini xịn không? Khi mà anh chị mình nuôi cái cây mà cái rễ này nó khỏe rồi thì mình cắt cái đường thân không bao giờ nó chết. Đúng, nó không có ngợp. Mà cái cây ít lá như vậy thì mình hạn chế. Cây là lợn hả? Lá tung anh. Lá tung hả? Tưởng là lợn mà nuôi được như thế này cũng khó lắm ạ. Cái này em mua của người ta. Dạ mua của người ta chứ. Mua làm mẫu hả? Thì vậy là mini mà. Nè, nhưng mà linh sam này thì em làm. Ừ. Còn Mai Chú Hỷ mini cây này em mua. Cây này ở nhà làm. Cây này ở nhà làm. Dạ. Thì em cũng có số bạn thợ sửa tay nghề cũng cứng lắm. Mình làm cây mình cái cách nuôi nó khó hơn cái cách sửa, thì ví dụ như mình không có điều kiện thì mình mướn thợ giỏi mình sửa. Còn cái cách nuôi nó khó. Cây linh sam kia đẹp quá. Cây này hả, cây sao? Cây sáu, cây sáu. Cây này với cái cây này là 86 gin anh. Nhìn nó cổ thụ ghê không? Đưa vô trong vách tường á. Trời ơi, nó nhỏ nhỏ mà nó cổ thụ ghê không? Đó. Vậy nuôi được cái cây như thế này nó cũng chưa chả đây chứ. Từ 4 năm tới lên. Ừ. Nà, cái rễ nó già lắm. Nhỏ nhỏ này này, cái cây này em có sửa video trên YouTube nè, anh thấy rễ nào? Nè. Thì em lót rễ dừa á. Thì khi mà anh chị vô chậu á, là thứ nhất là cái chất thô là phải để dưới, nước là nó gõ hết nè. Ha. Cái chậu này chậu tái bằng cất chân. Cái mẫu á, cái mẫu chậu á. Nè, nuôi cây rất là đạt. Ha. Tại vì nó xuống thì mình cho ăn phân thuốc là cây sung lắm. Cây này là cây kim song hinh. Kim song hinh. Còn cây anh đang cầm là cây linh sam 86. Trời ơi, dàn cột cần nuôi nó cái thân nó nhỏ mà cái cột cần nó cánh ghê không quý vị ha. Đây đây đây. Bỏ dùm vào. Cho mình chia sẻ khu vực ở phía sau một chút xíu. Phía sau đây. Chị xem hả? Phía sau đây là hàng Mai nè. Mai Chú Thủy. Khoảng 200 ngàn đô la hả? 200 ngàn đô la, nhưng mà em giao thu tại vườn. Ừ. Hiện nay đây là cây giống. Cây đế á, cây nói chung là đế tầm tầm. Ừ. Cây sắp đế, khu vực này cũng đang nuôi dưỡng số cây ở phía ngoài quý vị này. Trời. Cái cây này nãy em nói là em bán rồi. Bán rồi hả? Nhưng mà có một cái là cây này bán rồi thì mua lại khó mua. Cái cây đổ này cái hoành to lắm. Ghê không? Đó, cây cắt từ cây phôi đó anh. Có hình ảnh từ cây phôi luôn. Em chia của anh bạn cũng đeo mấy năm mới mua được. To khủng không? Mà nó có những cái có nhào xuống đây nó đổ xuống duyên ghê không? Dạ. Cái này thì giao lưu rồi hả? Giao lưu rồi, bây giờ em đang kêu ảnh chia lại để em giữ. Càng nuôi bản rồi nuôi dung mà giờ thấy ghiền quá rồi mua lại này. Đó thì số cây mà này đang nuôi thì chắc khoảng cuối năm nay hoặc là qua năm sau là mình bắt đầu xuất ra. Em chưa có tứ phân luôn á, để sửa xong rồi mấy thay chậu với tứ phân này kia, chứ mà cái cây nó sức sống tốt. Lỗ lên xá mà ngoài này còn nhiều hả? Mấy cây to ngoài này còn nhiều lắm. Cái bầy mà kia rồi anh quay là em bán sạch, không còn cái nào luôn. Đây nè, như cây mai này cũng mới nhập về. Mai Chú Thủy. Dạ, cái mai này Mai Chú Thủy nè, tốt lắm. Nuôi cắt dệt ghê không? Đó, cái này là mặt hậu nè. Cắt dệt đây mặt tiền. Cây này thì đang nuôi thì bán lúa non thì chắc không có giá, cho nên là thôi đợi nè. Mình nếu mà mình nhập cây thành phẩm người ta, có khi có số nhà vườn nuôi cái tàn lớn lắm, mà cái tàn lớn là bán sau này mất giá. Còn cái tàn cột á, cột nền á. Cây này là kia rồi anh quay xong rồi bán về Bắc Ninh nè. Người ta gửi. Gửi lại hả? Gửi lại rồi để hết lạnh á. Này mới xả dây nè mà phải sửa lại lần nữa mới giao nha. Cây này cây nó nhỏ hơn cây kia mà thuộc dạng hiếm luôn. Cái có những cái có của nó. Cái đường thân thế này. Cây phôi này em mua cũng mười mấy 20 phôi mới được cây này. Nó còn có đúng có 3D luôn á. Ở vườn đây khoảng tên 2 năm rồi anh.
tên 2 năm mày đó. Mua rồi nhưng mà người ta gửi nhờ mình chăm sóc thêm hả? Đúng rồi, mà chú này có tiền, chú mua toàn là cái cây mà em thoái không, cây toàn cây mua lại không được. Cây mua lại không được. Thì một xíu nữa nhờ anh qua vườn đi, coi số cái cây giống đi. Cây giống mà để làm những cây mini này nè. Ừ. Dụng cụ quay chậu thì có thể mình để cái đường link hay là dành 5 phút đâu, vô cái kho. À, đâu cái kho quay chậu đâu. Rồi. Chia sẻ một chút xíu kho đằng kia. Đi rồi, đi 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 vào luôn. Đi luôn hả? Ừ. Đó. Cái kho. Đây là phục vụ các anh em mà có nhu cầu mua các cái dụng cụ quay chậu ha. Đi đường phía sau này, đi thẳng vô đây cái kho để mình coi. Đây ở trong này cái dụng cụ quay chậu rất nhiều quý vị. Thì anh em mà có nhu cầu mà để quay ra những cái chậu á, là ví dụ như cái mẫu bonsai nè, thì mình sẽ có những video hướng dẫn đó, mình bình luận tên Châu Gia Long, kênh Châu Gia Long cho anh chị mình xem á, để biết cái cách thôi. Ừ. Khi mà đại gia đình á, mình mua qua chậu thì mình đừng mua nhiều, mình mua cái lưỡi chừng trăm mấy trở lại thôi. Như cái mẫu này, mẫu mai vàng nè. Ừ. Rồi mình mua mình quay thử đi, rồi mình biết cái chất lượng của cái chỗ bán, ví dụ như sắt dày 3 ly ha, rồi ví dụ như cái 2 nè, rồi cái này là cho nhẹ đi, cái này là cái 4, cái này cái 5 nè. Ừ. Thì cái 2 khác cái 5 khác, cái 5 nó phải bự hơn nhiều lần. Anh chị mình đừng có nghĩ là mua cái 2 mà để quay cái 5 nha. Thì cái đó là em có nói nhiều lắm, thì em sẽ có cái video hướng dẫn, thì nhờ anh Long ảnh để cái đường liên hay là em bình luận vô kênh cho bà con xem để tham khảo. Dạ, vụ khi em đăng video lên vụ có cái đường link bỏ về đường. Đúng rồi, đường link hướng dẫn á, cho bà con xem, ví dụ như cái mẫu tái bằng cái chân mà nãy anh chị mình coi á, cái mẫu tất gửi nè, cái chậu tất gửi nãy nè. À, là cái chậu mini đó hả? À, đúng rồi, cái lưỡi này khó, nó tới 5 cái loại dũa để dũa ra cái này. Ừ. Và cái lưỡi dao này là phải đục bằng tay nha, dũa nó mới ăn, còn cắt bằng máy là nó sẽ trái cái chỗ này nè. Ừ. Nó trái thì anh chị mình quay á, quay nó không láng. Đây nè, sắt cái dày 3 ly nó mới có độ nghiêng nè. Ừ. Thấy không? Thì khi mà dũa làm bằng tay, cắt bằng tay á, khi anh chị mình quay á, nó nhanh láng lắm. Ừ. Cái lưỡi dao bên em ví dụ 15 phút hoặc là 10 phút quay ra cái chậu, nhưng mà những cái chậu khác là sắt nó mỏng và nó làm bằng máy là chậu này nó chết. Ừ. Thì cây cũng vậy thôi, anh chị mình phải đục gọt, thì sắt cũng vậy, mình cắt bằng máy là nó tiêu hết. Cho đúng nên rồi, nó bị chạy những cái chỗ đúng rồi, trái á, chạy những cái đường đó. Mà số không biết lấy máy cắt là tiêu hết. Ừ. Thì cái đó là cái ưu điểm của bên em. Rồi xíu nó qua bên cây giống ha. Rồi ok, vậy thì thời gian còn lại chắc là mình sẽ đi sang tham quan đi cách mà triệt cần, rồi trong tàu cây giống. Thì gần như bọn sáu vũ đi chia sẻ về cây giống cho các anh em ở các khu vực cũng rất là nhiều đấy ha. Dạ, ở đây em bao tiêu đầu ra cái hàng linh sam cho nhiều nhà vườn lắm, khoảng tên 10 nhà vườn đó là giao linh sam cho em, mà em bán ra linh sam siêu bông cây giống là 8.000 nhánh là giá tại vườn. Còn mà ship đi là 10.000. À, là 86 cũng vậy nữa, hả? Còn cái hàng mà nuôi khoảng từ 4 tháng tới lên trong bầu á. Ừ. Thì 86 giờ siêu bông là giá là 17.000 một bầu. Ừ. Thì lời khuyên anh chị mình nên mua lo bầu thì hay qua vườn đi, thấy cái cây cho nó dễ. Giờ cái cây thành phẩm không à, bà con không biết đường đâu. Rồi ha? Ok. Rồi. Bây giờ mình đi sang bên kia đi. Đây là cái khu vườn cây nuôi của mình, cây giống của mình đấy hả? Dạ, cây linh sam các loại luôn. Nó có khoảng 4 giống anh. 86 nè, siêu bông nè, tắn hai màu, tắn bất hồng và linh sam hồng. Ừ. Rồi song hinh, mà song hinh là ít thì em sẽ nói từng loại cho anh chị mình. Cái khu vực cái ướp ở đấy chắc vài chục ngàn cái bên sáu vũ nhỉ? Nó khoảng 40.000 á anh. Trời tại ơi. Vì tới 2.000 mét vuông mà. Quý nó hơn 2.000 mét vuông đất. Quay thì nhìn thấy là nó tùm không thấy gì cả, nhưng thực tế cái lượng cây ở giữa vườn nhiều lắm quý vị hả? Đợt này ngay lúc dạng như cũng mới hết dịch cho nên là mần cỏ chưa tới đợt, thì cây 86 mà khi mà cái cây mini nãy Vũ nói là đây là cái cây mà để làm cây mini nè. Ừ. Thì anh chị mình mua là 17.000 thì nên mua
cái loại mà vô bầu như thế này đây, đi xa nó 10 ngày nó không có chết nè. Đừng ngắt hả? Dạ, thì bên mình là có 86 nè, là 17 ngàn là giá bao ship nha. 17 ngàn là bao ship rồi. Tại vườn là bớt 2 ngàn. Ừ. Đó là 86 là loại loại bầu á. Còn siêu bông đây thì siêu bông thì làm cái mini được, thì tất cả đều bên em chiết chắn hai hết. Còn hàng nhánh á, là cái hàng không ngày tuổi thì 10 ngàn, còn tại vườn thì cứ bớt 2 ngàn. Ừ. Là 8 ngàn, còn loại bầu thì 17, tại vườn thì 15. Mà anh chị mình mua nên mua loại bầu nha. Thứ nhất là lúc nào cũng có thể mình mua 5 loại được. Với lại đi nó an toàn hơn. Đủ thùng 50 cây rồi, bên em bao ship và em có tặng thêm 2 cây. À, một mấy cây là tặng thêm 2 cây? 100 cây thì tặng 2 cây trở lên. À. À, nói chung là có khi tặng tới 5 cây luôn á, tùy theo cái lúc nữa. Tại vì cây nhà lá vườn á, ừ, mình mua loại bầu nè. Thì nó có ưu điểm, thứ nhất là cái tuổi bên em nuôi này là khoảng 4 tháng. Có loại 6 tháng nữa. Cái này rẻ kín hết rồi chứ hả? Ờ, có cây già hơn nữa, tại mình đứng khung này khung kia già hơn nữa. À. Nhưng mà mình giao, mình lựa cây nào già đạt mình mới giao. Nhiều lắm. Trời ơi, nhìn vậy cả ngàn cây ở dưới này quý vị này. Còn Mai Chiếu Thủy mà hồi nãy mình nói á, đây nè, cứ kiếm coi cây nào, anh cứ coi cây nào cũng được, tự ngẫu nhiên đi. Đây. Ừ. Cái này đi ha. Cái này nó đế nè. Thì cái loại này em chịu tới lại bên em bán. À, nó sẽ để ra như thế này đây. Mà bảo đảm. Cái này bây giờ cái này đủ tiêu chuẩn để mà cắt giật để làm mini rồi này. Ờ, nó ăn dưới đất như vậy rồi sao mà chết được. Ừ. Đó. Thì bên em đang định nối rễ luôn. Tại không có kéo đây, anh chị mình cắt rễ những cái rễ lớn này nè. Cho nó nổi ra tiếp. Mình cắt ra một đoạn ra để cho nó chờ mấy rễ này. Ừ. Rồi xong cái mình xử lý cho nó đầu vô đu chuột á. Ừ. Thí dụ nó lên khoảng vài trăm ngàn nữa đó, thì anh chị mình bonsai thì mình nuôi. Tại sao những cái cây này trắng hai hay đầu đinh vậy á? Có một số bạn phái trắng hai là nếu mà cái cây trắng hai nó dễ mớp lắm. Còn cái cây đầu đinh như cây này nè, cái cây mà thường thường cái cây mà đế bên em á, những cây nhỏ này là trắng hai thì mình nó có cái mục á, cái này đất lấp khó coi đó. Cái đó là cây mà tại em bán em tầng lại đây. Cây hiện nay tại vườn đều ráng như vậy hết ha. Cây điều gì là mình có khoảng 400 cây á. À, bây giờ hiện tại còn khoảng 400 cây như thế này. 400 cây, còn cái loại nhỏ nó thì khoảng hơn 200 cây. Ừ. Loại bự thì khoảng 400 cây. Tráng cũng có ha. Tráng này thì bán tại vườn 15 ngàn, ship đi thì 17. Đây dài lên kia luôn. Quá trời quá đất. Đây tang tím sen. Đâu tìm sen đâu. Cái tang đỏ lá nhỏ. Tang đỏ lá nhỏ. Ừ. Cây này cây chiết cành nha. Cây chiết cành. Cái lúc này thì người ta, tại người ta mình bán cũng hơi chậm á. Ừ. Cho nên tang tím sen mà giá 15 ngàn, loại nhánh cũng 10 ngàn rồi. Nuôi rễ như vậy là không bao giờ hư. Ừ. Đó, rồi đinh sam hồng nữa, bên mình nhiều lắm. Hồi nãy linh sam 86 siêu bông rồi. Đây là linh sam hồng bên em nè. Ha. Đó là ba giống rồi. Còn tắng bất hồng như tắng hay màu thì đây này, 86 này. 86 này. Rồi siêu bông bài đó già. Cái bài đó là khoảng 6 tháng tuổi đó anh. Rồi mình đi vào khu vực sẽ trong này chia sẻ với anh chị mình chút xíu nữa ha. Cái khúc này mình trồng sen với Mai Chiếu Thủy nè, cứ mét tới mét rưỡi cái cây. Anh Long thấy không? Ừ. Đế đều không á? Xếp đế đó. Dạ. Thì ở giữa là có cái ao nuôi cá để lọc nước á. Trời. Làm vườn là phải có cái ao thoát nước. Nói chung là bữa sáng ra đây ngậm cây coi cây cùng nhìn nó cảm thấy thanh thản nữa quý vị ạ. Không khí trong lành lắm. Nhà vườn nào làm kiểng cũng phải có cái máy xịt hết. Thì phải có máy xịt phân, xịt thuốc. Ví dụ như cái loại nhánh mà bên em đang về á, nhánh tán bất hồng nè hồi nãy. Loại nhánh này mình đang bán giá 15 ngàn nhánh. Này nó mắc hơn siêu bông. Đây. Này trong này là có 3 giống nè. Ồ, cái miếng chiệt, cái rễ nó ra kỉnh bầu hết. Này là linh sam siêu bông nè. Này là 10 ngàn nhánh là bao ship. Tại vườn chỉ có 8 ngàn thôi.
Trời ơi, nó rể nó ăn kính bầu hết luôn này. Nhưng mà lời khuyên là mình nên mua lòi bầu. Tại vì cái này nó chưa ổn định lắm đó hả? Là cái này cũng như không ngày tuổi á. Thằng này là linh sam hồng. Sam hồng. Linh sam hồng. À, đây linh sam hồng. Hiện nay là bán giá là cái bầu á là 40, còn nhánh này thì khoảng hai mấy 30, cái đó tùy. Nó mắc hơn. Mắc hơn hả? Tán bất hồng, đây tán bất hồng đây. 15.000 một bầu á, còn nhánh thì không tới. Ừ. Nhánh gì thì không tới. Rồi nó ăn kính hết rồi kìa. Dạ. Tại vì lộ bầu thì giá 20 nữa. À, bông nữa đấy, có bông. Bông bông lát mình lại kia nhóc. Đó anh quay tổng thể nè, cái loại. Thằng này là thằng gì đây? Thằng này kim sung hình. Cái cây mini nãy mình ấy nè, nhánh rễ đạt ghê không? Ừ, rễ quá trời rễ trắng hết luôn nè. Đây nè, mình nghía ngay chỗ này đi. Cái linh sam tán bất hồng là bông đó nè. Này bán 20.000 bao ship. Lộ này lâu rồi. Lấy cái này cây nào có bông đi cho bà con coi. Rễ nó bắt nè. Bông bắt về dưới luôn hả? Trắng phớt hồng khác nha. Linh sam hồng khác. Ừ. Này trắng phớt hồng quý vị. À. Thơm hóa thơm nha. Trắng hai màu khác nữa. Trắng hai màu khác. Ở ngoài cửa đang chiếc nhánh nè anh. Đây linh sam hồng nè. Để số bà con trên Facebook mà người ta bán cái lộn giữa thằng này với thằng kia nó kỳ lắm. À. Cái bông linh sam hồng là bông nó hồng. Bông nó hồng luôn. Dạ. Bông nó hồng như vậy quý vị nè. Thì bên em cũng đang chiếc rễ nó ra nè, xíu nó ở không mình cắt đứng này quay. Đó, để ra tặng xóa nè. Cái này mình chiết như vậy là còn khoảng bao nhiêu thời gian vậy ví dụ nhỉ? Khoảng 20 ngày. 20 ngày ra rễ trắng. Mà ngưng phân nha. Ví dụ như mình bón phân là thời gian cách ly khoảng 15 ngày tới lên nha. Ừ. Chứ mình bón phân rồi cắt là người ta nuôi chết hết á. Cái quy tắc của cái hàng nhánh là như vậy á. Ừ. Nè. Để tặng xóa. Dễ mà nó vừa ngà như vậy là đạt nè. Ừ. Khi mà nó chuyển sang đen là rễ nó yếu. Ừ. Khi mà mình thu hoạch là mình nhìn cái rễ vàng mà nó ngà. Ừ. Là ai cũng phái hết. Thì đây linh sam tán bất hồng, cây này cũng đang chiếc nhánh nè. Quá trời, cái giọng ở ngoài này tiên nó nằm vững vãi ở ngoài đường này đấy hả? Cái bông đó nè. Bông tán bất hồng nó khác. Thấy không? Đây mình lại mình ngắt cái bông linh sam hồng cho bà con coi. Thì hai cái bông ở gần mới biết chứ số người ta để xa cái người ta không biết được. Nè. Hai cái bông này, cái bông bên đây, hai cái bông màu khác nhau. Khác nhau. À. Một cây màu hồng, cây màu trắng luôn. Anh ở ngoài thì anh dễ rồi, nhiều khi qua cái ống kính cái người ta giá trị nó khác nhau. Lúc trước là linh sam tán bất hồng là nó tới 20.000 mà bây giờ nó xuống khoảng 10.000, mười mấy ngàn. Rồi. Rồi ok, rất cảm ơn Út Vũ về một chia sẻ của video ngày hôm nay. Gửi tới toàn thể quý anh chị mình ở trên cả nước được biết cái cách trồng này, cách chăm sóc phân bón này, rồi cũng như là cái dụng cụ để mà trồng cây này, dụng cụ để mà làm trâu. Rồi thì cũng hy vọng sẽ được sự đón xem và ủng hộ của toàn thể quý anh chị mình. Và có lẽ là thời lượng tới đây nó cũng khá dài và nội dung video thì nó cũng khá là chi tiết rồi. Nên là mình sẽ khép cuốn video này lại tới bên sau vụ ha. Dạ. Rồi ok. Long cũng rất cảm ơn quý anh chị mình đã dành ra chút thời gian quý báu để theo dõi chương trình này quý vị nhé. Và Long cũng xin phép kết thúc cuốn video tại đây ạ. Dạ. Ok, xin chào. Dạ chào anh Long ha.